gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi, em cấm. Cấm em nói là con chỉ có một người ba thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Vậy hả? Trời ơi, hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Tại con muốn ba. Đầu tiên là mình phải cảm ơn các bạn đã đến tham dự với chương trình. Rất là xúc động hình ảnh của người chồng sau lưng người vợ. Và có nghĩa là mình không biết nói như nào, nhưng mà các bạn đến với chương trình có nghĩa là cái tình cảm của các bạn dành cho chương trình rất là nhiều. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Đình Tiến, làm nghề nghiệp tự do. Năm nay Tiến nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 33 tuổi. Em là Phan Xuân Vy, em 36 tuổi, em là giáo viên mầm non. Vy là... em lớn hơn. Dạ sao? Dạ em lớn tuổi. Em 3 tuổi hả? Trời ơi, nhưng mà nhìn thấy không có hình ảnh, không có nét nào gọi là lớn tuổi hơn bạn này hết trơn á nha. Rồi, chuyện tình cảm của hai bạn như thế nào? Có thể chia sẻ cho thằng tôi biết. Em kể cho. Em kể đi. Dạ. Em chơi với anh trai của anh này là được 13 năm rồi. Anh trai của anh này cũng bị khuyết tật luôn. Từ thời con gái em thích chơi với những bạn khuyết tật lắm. Xong rồi em cũng có gia đình, sau đó cũng ít gặp nhau. Thì khi mà ông xã em mất thì bé em còn nhỏ, em định bỏ nghề mầm non. Bé là con em á hả? Dạ con em. Là con gái hay con trai? Dạ bé em. Hello. À bữa nay con có tên lên. Ôi trời dạ. Đất ơi. Ôi bé xinh quá vậy. Em mấy tuổi con, rồi? Con tên gì? Con tên Lâm Phan Gia An. Con 5 tuổi. 5 tuổi rồi. Gia An đang học lớp mấy nè? Con học lớp la ba. Bây giờ An ngồi nghe ba mẹ nói chuyện nha. Dạ. Bây giờ đang kể tiếp cái chuyện mà ông lúc ông xã mất. Dạ. Thì em là em định em đi ra mấy hàng ăn sáng ở Bình Dương. Rồi xong cuối cùng đứa, đứa đứa bạn á nó mới nói là chị ở đây có người thân mình à. Thôi chị về Long An á có tụi em mà ở đó cũng ngay khu công nghiệp, chị buôn bán cũng được. Chứ khi mà đi lên trên đó thì mới nói tụi bay toàn, em xin lỗi em dùng từ này là tại vì em quen rồi với mấy bạn này, em dùng từ em kêu tụi bay què không à. Đi làm về còn nấu nước nữa. Rồi tụi bay chiều tụi bay qua đây tao nấu cơm cho tụi bay ăn. Cái tụi bay đừng có nấu nướng vậy á, rồi lửa củi được không? Cái là chiều nấu nướng thì nấu cho 4 thằng ăn. Làm bảo mẫu luôn. Làm bảo mẫu luôn đúng không? Thì ba thằng nhóc kia nó cứ hay qua phụ em. Còn ổng mà về là ổng cứ ôm điện thoại á, đi làm về là ổng ở bên phòng ổng. Tới giờ nấu cơm xong á, kêu mấy đứa kia qua kêu ổng á thì ổng mới qua ổng ăn. Còn không kêu á là ổng cứ nằm ở bển á. Trong phòng em có 4 người. Mấy đứa kia qua nó ăn xong nó chơi ở bển, ngồi nói chuyện với vợ em, còn em về. Con bé thì nó đạp xe, nó qua nó nói chuyện cái thấy tội nó quá. Cái con nói với nó là về nói với mẹ đi, để cho chú làm ba con được không? Cái về nó kể sao với mẹ nó. Rồi xong mẹ nó cũng nói này nói nọ, nói chồng mới chết cũng chưa tới mãn tang được nên chưa có chấp nhận được. Rồi sau khi về ngoài Quảng Ngãi làm đám cho ba con bé xong mới vô, xong rồi bọn em mới quyết định sống chung với nhau. Nhưng mà lúc mà em nói với Gia An đó thì bé Gia An trả lời em sao? Gọi bằng chú, sau tự nhiên kêu bằng ba. Trời ơi, em cấm. Cấm em nói là con chỉ có một người ba thôi. Giờ mẹ tới với chú, tại em cũng hỏi bé là có thích không. Nếu mà thích thì mẹ mới tiếp tục, còn không thích thì thôi. Cái nó nói là nó thích chú Tiến, cái tự động kêu bằng ba. Vậy hả? Trời ơi, hỏi Gia An coi. Gia An, mẹ không cho gọi bằng ba mà sao con kêu vậy? Tại con muốn ba. Con muốn ba hả? Con thương ba không? Dạ không. Thương dạ, hả? Rồi con có về nhà ông bà nội chơi không? Dạ có. Ông bà nội thương con không? Dạ không. Vậy con có thương ông bà nội không? Dạ có. Vậy hả? Trời ơi, thương quá đi. Đáng yêu gì đâu. Nhưng mà là với ông bà nội là ba mẹ của em á, là bé nó có gần gũi không? Dạ, lần đầu tiên em dẫn vợ em về với bé về á, là tối đêm đó bé tự động kêu bà nội, tối nay cho con ngủ chung với bà nội nha.
xách gối qua ngủ với bà nội luôn. Rồi sáng ra rồi em có hỏi ba mẹ em cái cảm giác của ba mẹ em với bé Gia An không? Ba anh Tí thì mất rồi. Ba mẹ. À vậy đó hả? Còn mẹ thì mẹ nói sao? Thì mẹ thương lắm. Thôi gì cũng mừng quá, thiệt tình luôn á. Cảm chúc mừng đó. Mối tình đẹp á. Nè, rồi bao lâu thì tụi em mới là tiến tới hôn nhân? Dạ, tụi em mới tổ chức hôm tháng 7 vừa rồi. À vậy đó hả? Vậy từ cái thời điểm đó thì tới bây giờ thì có khó khăn gì không? Có. Có những thời điểm vợ chồng em khổ lắm. Tại vì hồi trước ba bé mất á, thì có để lại một ít cái bảo hiểm. Thì trong cái bảo hiểm có một số tiền. Thì em có nói với ông xã em là mình không có sống vô số tiền đó được. Để mua một cái gì đó cho con. Để sau này mà con nó lớn lên nó vẫn còn có cái để lại của ba nó. Thì vợ chồng mới xác định là đi mua miếng đất. Thì khi mà mua xong rồi, đến hồi con em bệnh đó, bán đồ. Thì con em đợt đó bác sĩ chỉ định mổ. Là bắt đầu từ lúc đó là em thương ông này đó. Em xác định là không bao giờ em bỏ ông, chỉ có bật ổng bỏ em chứ chắc chẳng bao giờ em bỏ ổng á. Là ổng âm thầm ổng nói gì với em á, ổng gọi điện về cho mẹ dưới nhà á, là dưới nhà mẹ có phân cho ba đứa con trai ba lô đất. Thì ổng gọi điện về cho mẹ nói là giờ con bé bị bệnh vậy đó, ổng xin là cho ổng bán miếng đất. Mà ổng gọi điện cho cái anh kế bên nhà là bán cho anh đó mắc rẻ gì cũng bán hết đó, để lấy tiền lên mổ cho con em. Xong rồi anh đó đồng ý mua rồi, anh mới nói với em là chuẩn bị đi về quê lấy tiền lên để mà làm cho con bé. Thì em nói là không, chuyện đó để từ từ, tại vì bây giờ chưa phải là thời điểm để mổ đâu, em cũng tư vấn bạn bè rồi chưa nên. Cái ông nói là không, ông quyết định rồi, giờ bác sĩ chỉ định thì cứ làm đi. Thì em nói là không, đất cứ để đó đi, chưa cần thiết. Nhưng mà bị cái gì? Nó bị nhẹ em chị, mà ảnh cứ làm quá. Là bác sĩ thì nói là do nó bị amidan mà. Nhưng mà em tư vấn bạn bè em thì bạn bè nói là chưa cần thiết, để cho bé lớn lớn một tí rồi. Bây giờ cái quan trọng là mình giữ ấm cho con thôi. Sau cái sự việc đó thì em biết là mình chọn đúng người cha cho con rồi. Tụi em yêu nhau như vậy, vượt qua bao nhiêu khó khăn vậy? Rồi cưới nhau, rồi có thấy tật xấu của nhau không? Hay là đó, cái gì cũng tốt hết? Đó, cười kìa. Mong muốn thay đổi luôn đi. Mong muốn đi, mong muốn vợ thay đổi gì nè? Bớt ghen lại, bớt giận hờn vu vơ lại đi. Còn vu vơ, giận hờn vu vơ. Dạ, ông nóng tính lắm. Và cách dạy con của hai vợ chồng á, nó hơi khác nhau. Em quan điểm của em là vì ba bé mất một lần rồi, bây giờ dù em với anh Tiến có bù đắp cỡ gì đi chăng nữa thì bé Gia An của em nó cũng là một đứa trẻ thiệt thòi so với cùng lứa tuổi rồi. Thì em mới nói là chắc gì mình sống đời, lỡ mình có chuyện gì giống ba nó thì sao, nên bây giờ cứ để cho nó tự lập. Nhưng mà anh thì anh lại bao bọc theo con, kiểu là ôm vào lòng. Anh cứ sợ là con làm việc đó không được, con làm việc đó không xong, con như thế này, con ốm, con... Em nói là đừng quan trọng chuyện mập ốm, chỉ quan trọng chuyện là không có mình con vẫn tồn tại được. Bé Gia An ơi, bé Gia An ơi, sao con khóc vậy? Sao con khóc? Sao vậy? Con nói đi, con lên đây nè. Sao em khóc vậy? Em nói bác nghe coi, sao em khóc? Sao? Mẹ con nói con muốn khóc. Con nhìn mẹ con thương hả? Đúng không? Bác Vân thấy như vậy nè, Gia An 5 tuổi rồi, một năm sau là Gia An vô lớp 1 rồi đó. Lớp 1 rồi. Ừ, mà như vậy khi mà con vô lớp 1 rồi đó ha, là con đi học, là lúc đó là con phải tự đánh răng, tự rửa mặt, lúc ăn cơm là phải tự đút nè, đúng không? Tức là tất cả các bạn đều như vậy hết. Mà nếu mình mà không tập trước ở nhà là mình sẽ bị thua các bạn. Ăn thua. Hiểu không? Cho nên là bác Vân thấy như vậy nè, ba và mẹ chỉ là người sáng dậy á, là gọi Gia An dậy sớm và đứng để nhìn coi con làm việc như thế nào, con tự mặc áo sao, con tự đánh răng rửa mặt sao, con tự tắm sao thôi, đúng không? Chứ còn hả, bây giờ mình lớn rồi mà mình cứ để ba mẹ tắm cho mình hoặc là lo cho mình đút cơm cho mình vậy á, thì mai mốt mình đi học mình bị thua các bạn, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, rồi bác Vân hỏi nữa nè, con có muốn mẹ có em bé không? Dạ muốn. Vậy là từ bây giờ đổ đi là Giang phải tự làm. Để làm chi biết không? Mai mốt mẹ mà có em bé, Giang phụ mẹ, chăm em bé giùm cho mẹ, đúng không? Lúc nào con bảo vệ cho em.
đúng không? Ừ, trời ơi thương. Dạ An có muốn nói gì với ba không? Muốn nói gì? Nói đi, nói ra ôm ba nói. Nói ra ôm ba. Con yêu ba. Ôi sợ mẹ buồn không kìa. Ơ mẹ ganh kìa Gia An ơi, mẹ ganh kìa, mẹ ganh kìa. Ý trời đất ơi. Thương quá trời luôn à. Ôm lắm á. Ừ. Chị thấy như vậy nè, cái suy nghĩ của vợ em là đúng. Tại vì chị có con gái, chị biết. Bây giờ bé nó 10 tuổi nhưng mà từ lúc mà cháu vô lớp 1 á, là nó đã tự nó set up luôn quần áo của nó. Nó không cho mình đụng vô luôn á. Nó đi học hoặc đi chơi nó mặc đồ gì là nó đó. Mặc theo cái ý của nó. Thì chị nghĩ như vậy nè, em nên theo cái cách của vợ em là hay nhất. Dạ em sẽ cố gắng thay đổi. Cố gắng đi, cố gắng dạ. đi nha. Em cũng muốn ổng thay đổi nữa chị. Em thay đổi gì? Em muốn ảnh có một cái định hướng nghề nghiệp á. Có nghĩa là công việc bây giờ của ảnh thì không ổn định. Ảnh là vẽ rất là đẹp. Hoặc là công việc về nhà thuốc á thì nó cũng phù hợp với ảnh nữa. Ảnh không chịu học. Nhưng mà giờ chị hỏi em nè, hiện giờ cái nguồn thu nhập của em á là nó là do những công việc tự do của em. Dạ, chủ yếu là em mua đất, mua đi bán tức lại. Tức là mua đi bán lại đúng không? Dạ. Thì chị nghĩ như vậy nè, cái thời điểm này á, chồng em đang làm được cái điều mà anh ấy đang làm để anh ấy đem về thu nhập cho em, thì em tạm thời cứ để anh làm như vậy đi. Không, để chị nói cho nghe. Anh làm như vậy và anh cảm thấy tự tin với cái việc mà anh đang làm. Thực ra những cái gì mà chồng em làm được á, là thực ra có những người bình thường lành lặn cũng không làm được đâu. Thành ra chị nghĩ rằng á, là em cứ tin vào chồng em đi. Chị chắc chắn anh sẽ làm được. Bởi vì tụi em từ hai bàn tay trắng bán hết tất cả mọi thứ mà bây giờ tụi em có hết tất cả mọi thứ rồi, thì em phải tin là chồng em sẽ làm được. Mà bản thân chị cũng vậy. Chị chắc chắn là em tự tin em làm bất cứ việc gì thì em sẽ thành công trong việc đó. Dạ. Em cảm ơn lời khuyên. Xin cảm ơn ạ. Em tên là Lê Thành Trung, em đến từ thành phố Tây Ninh. Hôm nay em 26 tuổi ạ. Em làm việc ở Vinhome Central Park. Nghề nghiệp của em là quản lý thể thao. Thế còn em? Em tên là Thủy Tiên, em đến từ Phú Yên nhưng mà làm việc ở Sài Gòn. Hiện em đang làm công việc thư ký công trình. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Hai tụi em gặp nhau là cách đây 6 năm. Em quen anh của vợ em trước. Hai anh em là sống chung cái dãy phòng trọ với nhau. Xong là khoảng 1 năm sau là vợ em mới với Quyên vào đi học. Mới tình cờ là ở chung xóm trọ luôn. Mà lúc đầu em gặp là vợ em còn ốm hơn bây giờ nữa mà đen đen lắm. Nhưng đen có cái nét dễ thương. Lúc đó em nhìn liếc liếc hoài à. Liếc liếc hoài. Thế còn em nhìn ảnh, em có liếc liếc ảnh không? Dạ hồi đó là em mới vào Sài Gòn còn bỡ ngỡ lắm. Lúc đó nhiêu tuổi? 18 tuổi. Trời ơi 18 tuổi. Đẹp lắm. Dạ, lúc đó thì em cũng chảnh lắm, không thèm nhìn lại anh này đâu, không lắm để ý luôn. Rồi thì bao lâu thì hai đứa mới hẹn hò nhau? Tại vì cái phòng của anh, của vợ em lúc đó đó là phòng tới ba người con trai lận. Mà phòng em là có mình em ở với chị em thôi. Mà phòng em lại có gác lửng. Nên anh của vợ em á mới gửi vợ em ở chung với chị em ở trên gác á. Mà em ở dưới đất chứ không có gì hết nha. Cũng có hổ gì đâu mà, tự nhiên nó không có gì đâu, đúng không nào? Dạ. Bây giờ có gì đâu sao ai biết được. Đúng rồi. Là anh của em á là muốn né hai cái người kia. Dạ. Gửi qua cái người này ai về dính người này. Người tính không bằng trời. Mà tính. Lúc đó trong xóm trọ em á là tới hai ba người đi vợ em lận. Mà em là em may mắn hơn là em ở chung phòng. Nhắc cửa ly nhì tốc độ mà được ưu tiên. Ưu tiên hơn. Nhưng mà cái khoảng thời gian ở trong nhà đó, rồi mỗi lần mà leo lên lầu á rồi hai đứa có thường xuyên vai chạm nhau rồi nói không gặp nhau ở trong nhà thì gặp nhau thôi chứ làm gì cọ sát rồi cái gì gì không nói ánh mắt va chạm nhau, ánh mắt va chạm nhau. Hai tụi em ở chung với nhau là khoảng được gần 2 tháng là anh của vợ em biết hai người mới nảy sinh tình cảm. Lúc đó là anh vợ em mới tách vợ em đi ra ở chung với bạn của vợ em là con gái. Không, lúc đó thì em cũng thấy anh này hài hước dễ thương nên sau đó cũng có phát sinh tình cảm giữa hai đứa. Nhưng mà lúc đó thì anh em vì lý do là chơi chung với ông này là lâu rồi nên cũng hiểu tính nết ông này như thế nào. Hồi đó ảnh đào hoa lằng nhằng gái của tùm lum hết nên khi mà biết vậy á là anh ra sức ngăn cản, không có cho em quen luôn. Có lợi ghét ông này ra mặt luôn. Trời. Hai anh em chơi thân với nhau dữ lắm. Cũng vì vợ em mà hai anh em nó mất thân luôn tới bây giờ luôn.
Vậy đó hả? Dạ. Lúc đầu là thân, hai anh em thân mà đi chơi hay là ảnh có thể anh biết được một hai người bạn gái hồi đó của em luôn. Rồi ảnh trong cái những cái cuộc nhậu vui, ảnh còn kêu là sau này em gái tao vô tao làm mai cho. Ừ. Còn nói vui vậy mà sau này vô chứ biết hai đứa thương nhau cái cấm cản luôn. Sau khi mà tách ra ở ngoài ở riêng thì hai đứa lại đi đi chơi nhiều hơn nữa. Rồi anh sao có phát hiện nữa. Sau này là ảnh phát hiện hình trên Facebook. Rồi sao nữa? Kêu vợ em về ở chung với ảnh, với vợ ảnh để ảnh quản lý cho nó chặt hơn. Nhưng mà là chung cái xóm trọ gần nhà em luôn. Gần cái phòng của em luôn. Dạ cũng gần phòng đó luôn. Lúc anh ở đầu phòng, em ở cuối phòng. Ở lại thì sao, nói nghe coi. Lúc đó là cứ lén lút nhắn tin qua lại vậy thôi, chứ đi chơi thì hạn chế lắm rồi, tại ảnh quản lý luôn rồi. Lâu lâu xin đi chơi thì ảnh mới cho, chứ không là ở nhà học bài không à. Nói nghe nè, có khi nào mà bạn này lén la lén lút đợi anh chị của em đi vắng là anh đột nhập qua em không? Thôi anh kể luôn đi. Là có đúng không? Có đúng không? Có câu chuyện vậy là tại vì cái câu chuyện này là em giấu người anh của em tới bây giờ em chưa có kể, mà rồi hôm nay là trên sóng em kể luôn. Em yên tâm đi, anh em không có mặt ở đây, anh em không biết đâu. Bí mật không biết đâu, giữa cả nước biết à. Nếu mà đâu đó ở ngoài Phú Yên anh có xem chương trình này á thì lúc đó anh sẽ biết thôi. Em nói vô đây đi, em nói vô máy. Là cái lúc mà anh chị còn ở trên này á, là anh chị ban ngày thì đi làm, cái hôm đó sau là xui là vợ em cũng ở nhà, em cũng ở nhà. Phòng trọ lúc đó nóng lắm, em mới đi toilet. Trong phòng em thì nó bị chị em đi mất tiêu. Em mới chạy qua phòng vợ em nhờ em đi toilet. Vô trong đi toilet thì em cởi áo ra, xong rồi chứ chạy về hồi đó quên cái áo không có nhớ luôn. Tới chiều lại anh vợ em về mới vô phát hiện cái áo. Trời ơi la vợ em quá trời luôn. Có đánh không? Dạ không, chị đánh thì không đánh mà la. Rồi lúc đó là vợ em đâu có dám nhận. Vợ em kêu mới nhắn tin cho em, sao anh để quên cái áo bên này. Lúc đó là trong xóm trọ có một cái người bạn mà thân với em lắm. Người bạn này thì cũng ổn ỉn xíu. Đó em mới nhờ luôn, ơi mày qua mày nhận giùm tao đi, bằng mọi giá mày phải nhận giùm tao. Là cái cậu này nè, cậu mới chạy qua mới nói với anh của bé Tiên, anh với vợ em á, là cái áo này là của anh đó. Rồi bị la một trận, la một trận giùm em luôn, bị la. Vậy đó phải cảm ơn cái bằng kiểm điểm đó. Nhưng mà cái lần đó xong có giục cái áo đó luôn không? Dạ. Em vứt luôn, không dám mặc cái áo đó luôn. Mặc loài đó. Tụi em yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Tụi em quen nhau đúng 6 năm. Cưới nhau mới khoảng 6 tháng à. Son quá. Nhưng mà em làm cách nào để mà em chinh phục anh vợ của em? Em chưa chinh phục được, mà anh chưa chinh phục ba mẹ vợ em. Vậy là câu chuyện này mới xảy ra thôi chứ đúng không? Vậy là từ trước tới giờ là em và anh vợ của em vẫn chưa có thể nào thân thiện như như lúc trước nữa. Đâu đó thì em với anh vẫn còn nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà hồi đó là hai anh em nó có cái gì đó thân dữ lắm. Đi đá bóng chung hay là đi chơi chung luôn. Nhưng mà bây giờ nó... Sức mẻ một chút rồi phải không? Chút xíu thôi. Ừ, vậy thôi nhân dịp này đi. Đó, nhân dịp này đi. Nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với người bạn của mình hay không? Đồng thời bây giờ là người anh vợ của mình. Dạ, em muốn nói với anh vợ em là em sẽ về Phú Yên. Và em sẽ muốn là anh em mình nó sẽ thân lại như ngày xưa. Có những cái trận mà đi đá bóng chung hay là đi chơi chung như ngày xưa vậy. Tính ơi, nếu mà Tính mà có bỏ qua thì chắc có lẽ là em phải cảm ơn chị Hồng Vân. Bởi vì chị Vân đã gợi ý một cái điều quá là thiết thực và quá là ý nghĩa, phải không nào? Đầu tiên thực ra thân nhau rồi á thì chị nghĩ vậy nè, đã thân nhau rồi thì bây giờ cái chuyện nối lại cái tình thân đó nó cũng đơn giản thôi chứ không có gì. Tại vì thực ra thì trong cái thời gian mà tụi em lén lút lâu quá đó, thay vì bớt lén lút lại nói từ mí mí cho ảnh á, nhiều khi ảnh không tự ái lén tới 5 năm lận em rồi mới lòi ra. Ông chị cũng hơi bị hụt hẫng do khoảng cách á, khoảng 5 năm ảnh về đó anh sống rồi chứ hai anh em cũng ít nói chuyện. Thì đó, bởi vậy thay vì đáng nghĩ người ta phải nhắn tin thường xuyên Nó nghe nè, hai đứa cưới nhau về là 6 tháng còn quá son rồi đúng không? Mày chắc hai đứa đâu có tính xấu gì lòi ra đúng không? Cũng có. Dạ có anh. Có trời, sao phần này chưa khí thế liền. Cho đến cái phần này nó vỗ tay cái nào. Em á nha, lúc em á là một người dân thể thao mà rất là mê đá bóng. Cái thời mà hẹn hò vợ em á là hầu như là đêm nào vợ em cũng leo lên xe mà ngồi đi theo để coi đá bóng hết. Bây giờ mới cưới về kêu đi theo coi đá bóng là thôi em không đi nữa. Kêu hơi buồn lắm em ở nhà. Tại hồi đó là thích coi sân lớn, còn giờ chỉ thích coi đá sân nhỏ thôi. Tò mò quá, gì bị hỏi luôn đi. Chị mệt pin quá. Hai đứa mày nhiêu tuổi rồi? Em 26, vợ em 24. 26, em là 24. Anh cứ thắc mắc hoài cái chuyện đêm tân hôn. Nó có gì đặc biệt đối với hai đứa không hay là nó bình thường? Đêm tân hôn đặc biệt lắm. Tại đám cưới em có hiểu câu hỏi của anh không? Đặc biệt hay là bình thường? Đặc biệt, rất đặc biệt luôn. Đặc biệt. Nghĩa là ý anh Thuận hỏi tụi em á là tụi em có tân hôn trước chưa hay là bữa đám cưới rồi mới có tân hôn? Ý ảnh là vậy đó.
Thấy chưa, người ta chưa có hiểu mà. Thôi để chồng nói đi, Tiên đừng nói mắc cỡ lắm. Không có được, xin hoài mà không có được. Là đêm trước tân hôn hay là trước đó? Trước đó. Là giữ gìn luôn hả? Vợ em không có cho. Giữ cho tới đêm tân hôn luôn hả? Trời ơi, Tiên hay quá, Tiên hay quá. Trời ơi. Rồi, như vậy, cái đêm tân hôn xin cho không? Cái đêm tân hôn đầu tiên thì xin không cho. Thế vậy? Dạ, tại vì trúng cái ngày em bị đèn đỏ. Dạ. Thì đêm đó là em đi chơi bạn bè luôn, còn anh này thì theo gia đình về Bình Định đi chơi, chứ hai đứa không ở chung với nhau đêm đó luôn. Dù là đó mình cưới ở ngoài Phú Yên á, là người ta có cho một cái khách sạn để hai vợ chồng ở luôn. Rồi ba mẹ cũng hỏi ủa sao cưới sao không ở chung với vợ, mà vợ kêu thôi anh đi theo ba mẹ đi, hôm nay em bị bệnh rồi. Là coi như không có ở trong cái phòng nguyên hương luôn. Không, dạ, ngủ luôn không. Em kêu trời 6 năm rồi cũng không được rồi thì thôi giờ anh cũng đi luôn hả? Là bị chọc, bị người nhà ba mẹ hay là dòng họ chọc quá trời, cưới mà không có động phòng. Xong cũng... rồi đứa nào đi đường đứa nấy đó. Rồi tuần sau mới được á. Thôi nhầm nhò gì, 6 năm còn chờ được ủng hộ chứ 6 ngày đúng không? Nhưng mà chị hỏi nè, sao mà em giữ gìn được hay quá vậy? Tại vì em cũng chưa xác định là hai đứa tới được con đường hạnh phúc như vậy. Tại vì lúc đó ba mẹ rồi, anh chị cũng ngăn ra sức ngăn cản. Thì em nghĩ chắc là quen không được lâu đâu. Nên anh cũng nhiều lần xin nhưng mà em không cho. Kiên quyết không cho? Dạ. Nói chung cũng có xin là gì? Cũng hiền lành á, chứ gặp đứa không cho nhiều khi nó cướp. Đúng không? Nhưng mà hiền, cái mặt mày thánh thiện. Mặt mày thánh thiện nè. Tại vì em cũng biết là vợ em quen hai nơi sao á, lỡ mà không có đến được thì cũng tội cho vợ. Thôi vậy là tốt rồi. Nhưng mà bữa ở Tây Ninh được rồi là mỹ mãn không? Mãn nguyện không? Rồi đó, mãn nguyện là vui rồi. Mãn nguyện là vui rồi. Bây giờ cưới nhau về là bây giờ là chấp nhận những cái tật xấu của nhau đúng không? Càng mãn nguyện hơn nữa. Hồi nãy là mới khui cái chuyện là đá banh. Dạ. Là bây giờ thì còn cái gì nữa không? Nóng tính. Còn cái mặt gì mà nóng hả? Vợ em mà đi làm về hay là bị cái gì trên công trường mà làm về trễ hay là nhiều việc hay là bị cái gì đó, y như kiểu mà dặn cá chém thớt cái đó. Về mà em mà chỉ cần hỏi nhiều quá, quạo quát em luôn. Rồi, bây giờ tới em. Dạ, anh ấy có bị bệnh hôi chân. Hôi chân? Dạ, đúng rồi, hôi chân lắm anh ơi. Tại vì cái tính chất công việc của anh là mang giày thể thao á, cả ngày nên tối về á, mấy bữa nay trời lạnh nữa, lại làm biếng tắm, làm biếng rửa chân, thế là lăn vô giường ngủ luôn, em chịu không nổi. Cái hạn chế là lấy hai tay mắm cho ông kẹp vô cái chân ổng đi, hết hồi chân thành hồi mắm. Lúc trước thì em còn dặn là đi làm về lại phải bước vô phòng tắm, rửa chân ngay cho em rồi mới được lên giường. Còn không là hai đứa không được ngủ chung đâu. Nhưng mà có rửa thường xuyên không? Dạ cũng có, lúc trước cũng rửa, nhưng mà sau này thì trời lạnh thì anh lại làm biếng. Mấy bữa nay trời lạnh làm biếng. Còn cái tật gì nữa không? Dạ có, anh hay thả bơm. Thả bơm suốt luôn. Đi chơi với bạn của anh là thôi, ảnh coi như thú vui và thả liên tục. Vui làm bạn bè ảnh chọc em quá trời. Nhiều khi bạn bè hỏi ủa Tiên sao em lại có thể quen một người như vậy được, em chỉ biết xấu hổ. Trời em không biết nói gì hết. Bộ bơm em gài sẵn trong bụng em sao mà muốn thả lúc nào thả sao? Mỗi lần đi xe trên đường anh thở mà ảnh nhúc nhích cái mông một cái là em biết đúng rồi, vậy là biết dạ, đúng rồi. Vậy là hệ tiêu hóa tốt ha. Tốt nhưng đó. Mà nhiều lúc bực mình lắm chị, ví dụ như ảnh đang ngủ mà em còn thức vẫn thả được luôn. Cái thả mà thả trong giấc ngủ luôn á. Nhưng mà mình không nợ đánh ảnh vậy. Anh đâu có biết đâu. Hại tức rồi. Em đâu, đó là cái cơ địa của mình đâu có biết được. Gọi là cái đó là tật bẩm sinh rồi thôi, mình không, quá. Không có xếp tật xấu rồi. Xấu là chỉ có cái vụ này bê bối. Dạ. Phải ngâm. Đó. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, vợ em mua em cho tới 5 đôi vớ lận, mỗi ngày là một đôi. Thôi quá là em vứt luôn. Rồi gì? Em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Dạ chỉ có bớt thải bơm đi thôi. Sao bớt được? Bớt nó chết á. Gặp em vậy em bớt được không? Không lẽ lấy keo hai mặt dán lại. Nhiều khi là ảnh cố tình đó anh. Ảnh cố tình chọc cho em tất cả. Đối với anh đó là niềm vui mà. Thú vui hả? Mà hỏi thiệt nè, nãy giờ ngồi đây có thả bơm miếng nào không? Chưa. Nghe nó giả cười quá đó. Không có miếng đâu. Cái đồn đó là cho ăn rau nhiều để đỡ thả đó. Rồi em về thử đổi rau cho ăn coi. Mà còn gì nữa không? Siêng năng tắm rửa, rửa chân nhiều vô. Rồi còn em thì sao? Đừng có nóng tính. Từ đó giờ tất cả mọi chuyện là em đều phải xuống nước mà để hàn gắn hay là năn nỉ vợ. Nhưng mà muốn là vợ phải lắng nghe. Đỡ như mình có gây lộn với nhau hay là cái gì đó, hai vợ chồng phải ngồi lại mà nói chuyện. Em nhiều lúc em ngồi em nói chuyện với vợ em thì vợ em lại nóng lên. Vợ em bớt nóng lại là ok. Ok.
Ok. Quá đẹp rồi. Không, chị thấy vậy nè. Chị thấy vậy nè. Tại vì hai đứa lấy nhau còn mới có 6 tháng trời thôi đúng không? Dạ. Đây đang là cái giai đoạn á, tụi em mình dung không, hai cái viên đá nó là thô á, nó cọ sát với nhau thì có những chỗ nó chưa khớp, hiểu không? Ừ. Thì bây giờ mỗi người á phải cố gắng từ từ á, mình thích ứng, mình tìm cách để mà những cái cạnh nó khớp lại. Em hiểu ý chị không? Thì mỗi người phải tự vận động để mà mình tìm cái cách nào á để mà vợ chồng nó khớp lại gọi là tối đa nhất. Đó, thì sau khi tụi em làm được cái việc đó rồi á, thì tụi em có đủ điều kiện, đủ kinh nghiệm, đủ cái tình cảm để có thể đón chào thành viên mới là đứa con của mình. Tại vì sau khi đứa con sinh ra đó thì còn nhiều những cái chuyện nó kinh khủng hơn nữa. Bởi vì sao? Nó lại thêm một cái viên đá nữa, góc cạnh nữa. Thì bây giờ hai vợ chồng lại phải tìm cách để mà làm sao để cái viên đá nhỏ đó nó khớp lại thành một khối. Thì ăn thua là mình tìm được cái điểm khớp lại với nhau. Đó, thì chị nghĩ là tụi em cố gắng trước khi có thành viên mới thì tự khớp với nhau trước đi nha. Để đón chờ. Chứ anh Bin là hay lắm ạ. Nhà bốn người rồi mà khớp rợp luôn á. Tôi lên lại. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà khó khăn như vậy đó, thì là ông xã em đó là có phụ vợ, có đồng hành với vợ. Hai chồng lăn vật ra mà làm chứ. Không dạ, làm bất chấp luôn. Em thấy ảnh như thế nào? Tại vì tôi lên không ai biết, nhưng mà cái giai đoạn trước kìa, lúc khó khăn kìa, thì là tại vì xưa là cầu thủ nổi tiếng mà, thì khi mà bây giờ bưng bê phụ giúp vợ thì hỏi là có mình đang cầu thủ người này xong từ đó là bưng chân gà trong cơm luôn ạ. Đó, vợ sai là như giọt thiên lô mà vợ sai gì là quán gì. Vậy thì bây giờ ở nhà ai là người chế biến chân gà, chế biến tất cả các món ăn? Thực ra thì là ở quán của em á, là mọi thứ là về chế biến này về ra món là em làm hết. Còn sau khi em làm với bạn giao lại cung cấp cho bếp thì là bếp cứ thế mà làm thôi. Nhưng mà cái chính là em vẫn phải quản lý và em vẫn phải ở đó. Món ăn tất cả mọi thứ là em phải phụ trách. Còn chồng em thì phụ trước ạ, mạnh luôn ạ. Thôi bây giờ là nói chung là bây giờ là hai vợ chồng là cuộc sống là ổn rồi đó, đúng không? Là cũng ổn. Đúng rồi. Và thật ra là cũng nhờ có sự xuất hiện của thầy Hải đúng lúc luôn. Anh nghĩ là hai vợ chồng nên có một lời với thầy Hải nha. Thôi bây giờ chúng ta tới cái phần mà nó hấp dẫn nhất trong cái chương trình này. Hôn nhân. Không, đúng rồi, sau hôn nhân. Vỡ hòa ra những cái đó. Mà yêu không hề thấy. Đó. Ai kể trước nào? Khoan, nhưng mà hỏi là hai vợ chồng có mấy đứa con rồi đấy chứ? Dạ, thì em có hai cháu. Một cháu hôm nay 11 tuổi, một cháu chuẩn bị sang người. Năm 1 đấy ạ. Năm 1 luôn. 2012 và 2013. Như vậy là trong cái giai đoạn khó khăn nhất là hai bé đó là... Đấy, một đứa người. Đúng không? Đứa đầu thì mình sửa. Đúng không? Thì lúc mà anh còn nhớ là vừa sinh ra xong là phát hiện là lỗ. Đúng rồi ạ. Tức là em sinh bé, tức là trong giai đoạn em vừa sinh bé được 2 tháng là em để ra làm quán. Đó, làm quán. Đã làm quán được khoảng chừng 6 tháng. Phát hiện ra là lỗ gần tỷ. Thì là lỗ bên trạch. Từ lỗ. Rồi bây giờ đó, tới phần này đó. Ai là người kể trước? Nên cho chồng kể trước đi. Em kể trước đi. Tật xấu của cô ấy có nhiều không? Dạ. Tật xấu ạ. Chắc yên tâm luôn. Em nghĩ rằng nói sao cho nó đủ. Sao mà đủ tức là nhiều lắm ạ. Thôi bây giờ mình lắm tính lắm. Nóng tính, nóng tính cực kỳ. Đấy, chị cũng cảm giác thế. Máu lên não rồi, cực nha. Đấy, một phát trinh nhìn người kia là biết nóng tính rồi. Cái giọng cờ, cái giọng ghê gớm. Đánh đá có. Thế có... Có mắng chồng không? Có ghen, kinh hoàng. Đại không ghen. Nhưng mà vẫn là nói nếu mà thấy rõ ràng thì sẽ nghe. Nhưng mà có lớn tiếng với chồng mà có mắng chồng không? Nếu mà thấy là chẳng là em cũng biết là đàn đá, nghĩa là tất cả mọi thứ là với người ngoài. Người ngoài là thôi. Không biết là với chồng với con thì cũng ra trò ấy. Thôi bây giờ phải cụ thể đi. Cụ thể đi. Ví dụ như cái nóng tính là như thế nào? Đánh đá này. Ghê lắm. Ví dụ như đánh đá thì có chuyện gì vậy? Không ai bắt nạt động được vào. Có kêu không? Kêu si, có em lấy tiền có mắng em không? À vợ em không, mấy cái quả đấy vợ em biết. Rồi,
Chứ lão Hải hay kể với chị là lão hay bị mắng mà chị nghĩ là lão điêu, bởi vì tiền to lão cầm lão cứ dê gì lên. Ở lúc nào gặp chị cũng than, em ơi, cũng than về cô. Tinh toàn không gặp là cứ không vứt ấn lộ ấn lộ vứt đục tao nhớ để lắm mùng vứt ạ. Mình đang ở đâu rồi đấy? Đấy, em nói em đi, em bảo tại thầy hôm nay em mới phải lên đây em quay lát nữa phạt năm lon năm lon Trường Sơn tối nay luôn. Năm năm Trường Sơn ở nhà cô là quán rồi, để tôi lên nhé. Tuần sau tôi lên rồi. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ, thì em cũng muốn vợ em thay đổi bớt nóng tính. Khi người đi dạy con dạy cái này bớt nóng tính lại để đỡ con nó nghiệp chuyện hơn. Tới Hà Phương đấy, mình là đứa trai đứa gái cơ. Dạ, một trai. Thế đứa nào thân với mẹ hơn? Cái đứa em được thân với mẹ. Thế là em có hay nói chuyện lắm, em tâm sự với mẹ. Rồi bây giờ tới em đi. Anh ấy có tật xấu gì không? Hay hiền quá. Thực ra chồng em rất là hiền lành. Chồng em hầu như là ai gặp người ta cũng rất quý. Tính thì tốt tính thôi. Còn như em thì cũng sẽ có người quý, có người ghét. Vì là tính thì cũng rất là tốt tính. Nhưng mà tại vì cái mỏ cái đó thì hốn đấy. Mỏ hốn? Dạ, mỏ hốn đấy, thẳng tính quá đấy. Có người ghét, có người thương, nhưng mà còn cháu em thì ai cả cũng thương. Rồi bây giờ không có tật xấu gì à? Cháu em là cái mà cái tật xấu của anh cũng không phải tật xấu, là cái mà anh chỉ có một cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Nhưng mà thực ra cái mê bóng đá của anh thì nó cũng không phải là xấu. Nhưng mà có khi nào mà coi như là mê đá bóng đá mà bỏ vợ rồi bỏ con ấy, mê trong em là bỏ công việc luôn? Trong em là bỏ vợ được nhé, bỏ vợ được nhé, bỏ công việc được, nhưng bỏ bóng đá là không được rồi đó. Anh cứ chiều nào đều chăm sóc tắc valo lên như cổng sinh đi học rồi đó anh. Ngày nào vậy, mưa nắng cũng vậy. Vợ nhờ cái gì có thể nhiều khi còn khó, nhưng mà tới giờ là bóng là không cần phải anh nhá, ta phải đi. Cứ ta phải lo cho ta. Trước cái giờ đấy rồi. Mà một lần đá thì bây giờ mới biết buồn rồi. Ta phải đi đó. Nhiều khi là một trận hai trận tùy theo. Chồng em giống như là ai gọi thì đi, thế là anh là dễ dãi lắm nên ạ. Nên là dễ tính, ai gọi thì đi thôi. Đúng rồi, tại vì là như em đá bóng nguyên tuần ấy, thứ hai chủ nhật ngày nào cũng có đội bóng, mình chơi cũng nhiều năm. Em quý mến thì mình cũng hiểu những tập thể dục cũng sức khỏe thôi. Nhưng mà đá như vậy là có nguồn kinh tế không? Dạ, hay là như đá giao lưu giao hữu thôi? Như đá giao lưu giao hữu. Giao lưu thôi. Cái chính là có lợi về sức khỏe thôi. Đã niềm đam mê mà, chứ làm sao mà bỏ được. Bởi vì nhiều khi em cũng điên lắm chị ạ. Đá mà không ra tiền. Mọi thứ, trời ơi. Một mình em lo hết. Ông cứ tới giờ bắt dậy thì coi như là cái việc đấy là việc của ai. Như thôi nghiên. Tao khoác cái balo vào rồi. Ông chàng đây ông chàng ông đi. Lên xe hát thôi nhiều. Mọi việc của cô Tất. Không phải quan tâm. Nhưng mà nhiều khi em cũng nhiều khi tức lắm chứ chị. Những cái giai đoạn mà ví dụ như nhiều khi là em có nhân viên đầy đủ không sao, còn những cái lúc mà em không có nhân viên ấy mà ông vẫn đi à? Vâng ạ, vẫn đi anh ạ. Đừng, ta phải đi, không nói nhiều. Bóng ta phải chút. Trời, nhiều khi mà em tức mà em cay, có cái đợt mà em tức ấy là tức luôn á. Năm đó là Tết, nhân viên em rỉ những cái nhân viên kỳ cựu thì hai chị là bầu, anh chị đẻ đứa thứ năm, thế là anh chị đẻ đứa thứ năm, thế là anh chị phải về đẻ sớm. Còn một cái bạn kia thì bạn ấy đi về bạn lấy vợ, thế là còn không, tức là 10 người làm thì bây giờ còn lại có 5 thôi, mà em tránh việc hết cho 5 cái con người đó. Thế là em cũng rất là mệt mỏi. Thế là buổi sáng thì là em 11 giờ em dậy đi, em đi chợ xong về em sẽ sơn tự chế đồ này kia, xong bắt đầu em nấu cơm nhân viên. Và nhân viên chỉ việc dậy cái là nhân viên ăn luôn thôi, người rửa chén không có. Thế là em phải lao vào rửa, con này thì thau to gì này. Em ngồi rửa phải hết mấy tiếng mới xong. Xong rồi đến tầm rửa đến tầm 5 giờ chiều em vừa buông ra phát là bắt đầu đi dọn hàng, là bày hàng ra. Tại vì lúc đấy em chưa thuê được cái nhà mặt tiền, em phải thuê trong hẻm, từ cái khăn rồi cái ly cái chén tất cả mọi thứ em phải đẩy xe đưa ra ngoài cái hẻm đó. Xong rồi em hất hết hai không ra cái nhà mặt tiền luôn, tức rất là cực. Xong bắt đầu cái dọn xong chưa có nhiều khi biết không, chưa kịp dọn hàng khách người ta vào đầy cái hẻm. Thế là rồi là coi như là mình nếu mà anh chỉ dọn hàng xong rồi mà khách hứa tới thì nó sẽ đỡ. Còn giờ mình chưa xong, người ta tới thì là bắt đầu mình sẽ cập rập, mình chưa xong.
mà chồng mình á, có nhiều hôm ấy em bảo anh ơi dọn hàng cho em nhé, ok dọn xong rồi anh để ngoài hàng rồi cho anh đi đá bóng chậm một tí anh này vẫn còn đi đá bóng được nha. Đấy. Em đang vừa rửa xong chén em đang ngó trời ơi nguyên một cái hẻm ông để một đống đồ đấy xong đi ông có dọn cái gì đâu. Ông chỉ để ông bảo ông dọn ra ông bắt vào hẻm đó chị. Thế là bắt đầu lắc ra đã dọn đồ ra hẻm rồi còn gì nữa. Không có gì cả. Người ta nói rõ ràng em ơi anh dọn đồ ra rồi. Nhưng mà anh xếp, chưa xếp rồi. Sắp xếp cho em. Thì đây thì phải nói là thế phải hỏi luôn là anh ơi thế anh đã sắp xếp ra chưa? Lại bảo ừ được rồi. Ông sợ rồi. Thì đấy đúng không? Thật cần xin chồng thay đổi gì? Nói luôn. Nói luôn muốn chồng thay đổi gì? Không. Sao đó rồi đi gọi nói là. Không ạ. Đâu có đâu ạ. Em đang nhìn thấy không dọn dẹp cái gì lần đấy em điên quá em xách xe em để hết đồ đấy không bán buôn gì hết kệ luôn khỏi bán mà buôn cho nghỉ nghỉ luôn đi khỏi bán nữa và đem xách xe ra sân bóng mà em mà em đi vào sân bóng em chỉ thẳng giữa mặt anh Thông lúc đấy em không gặp anh ấy em gặp anh khác anh Thông anh kêu anh Tú về ngay cho em nếu ông không về đừng có trách em hôm nay là nhà có chuyện lớn. Thế là bắt đầu nghe chú mình đi về đúng không? Đi về. Bỏ ra tận nước ngoài rồi kìa. Rồi ông chạy về á? Ông vừa về phát em để xách lên cái hẻm. Em đứng lên em chống lại em chửi. Mà trên cái đường đi chị biết đâu lúc đấy là bắt đầu. Em bóp cái chiều ông và bao nhiêu cái em rồi để em tức quá. Em bảo kiểu kia em ra đời á. Bao nhiêu lâu rồi em không có cảm xúc và bảo khóc lóc hay cái gì đâu. Em bảo chồng đánh em rồi chưa chắc mà em đã khóc rồi. Ok em đi em khóc hơn sân bóng rồi khóc về. Ủa? Em gọi em bảo sau đời em lại chó như thế này. Rồi sau đời em lại cuốn nạn như thế này. Tại sao mà ha? Bé sẽ là to hơn. Tại vì em bốc quá nhiều ông này ra mà ông phải ông không phải nhé, ông dọn dẹp cho em. Bây giờ là chỉ có cái chuyện đó là lớn nhất thôi đúng không? Sẵn trong cảm xúc này em nhiều chuyện lớn lắm này. Phương ơi sẵn trong cái cảm xúc này em đề xuất với chồng em thay đổi cái gì cho em đi. Thật chị nói nghiêm túc đấy đề xuất luôn đi. Bây giờ không phải đang muốn nó đề xuất mua đi là phải ký duyệt đấy em ạ. Không mà thực ra em thấy chồng không có gì đâu phải thay đổi. Người ta dựa trẻ thật ra thì thế không? Lâu về một cái gì không? Vẫn cho nó đi đá bóng chỗ đấy nhá. Đúng giờ là sắp vào đô đi nhá. Không biết sắp xếp vào đúng không? Thì bây giờ anh không đi mà thôi. Còn chuyện dọn hàng dọn cái tư kệ rồi nhá. Cái chuyện đó là trước đây lâu rồi đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là thay đổi. Thì bây giờ đỡ rồi chị ạ. Có nghĩa là sau khi dọn dẹp chào bị dọn ra anh dọn đồ hết rồi em nhớ thì bảo ok bảo thì anh đi gặp bóng tím vậy cứ anh đi đi cứ mắng gì thì ta đúng không tức là từ ngữ thôi sẽ là tức là thế anh đã bày biện ra chưa chủ thế tức là lỗi vẫn là tại em đúng lỗi của em này em hỏi sai cho khỏi đúng rồi em hỏi thiếu rồi bây giờ là mong muốn là có nghĩa là thì không cần phải thay đổi gì hết hay sao có cái gì mà Phương muốn có thay đổi điều gì không? Anh thay đổi cái gì của anh? Đó, thay đổi. Đây là cơ hội đấy nha. Không nhưng mà thực ra thì anh nghĩ không phải thay đổi gì đâu. Tại vì vợ chồng sống với nhau là phải biết chấp nhận yêu yêu thương nhau và yêu thương luôn cả những cái tật xấu của nhau luôn. Mình cũng đâu có thể mà mình đòi hỏi được hết của anh. Nếu mà anh mà hoàn hảo quá thì em sẽ không lấy em. Rồi, ok. Thôi, mà những cái mối quan hệ mà nhưng mà thực ra thì đã có ngã của em cũng có rất nhiều những mỗi con hẹn tốt mà những ngồi nhỏ đi đá banh đó mấy ông cầu thủ chưa nghe vợ nói rồi hết chuyện bức gan chưa dạ. Em biết chưa luôn rồi. Rồi thôi trước khi chia tay thì chắc có lẽ là nhờ hai vợ chồng đó mà không phải nhờ nữa mà đề nghị chứ em đề nghị xuất chứ hai vợ chồng có một lời gì đó với nghệ sĩ Đức Hải không đó dạ. Thì chúc gia đình đây dạ. xin cảm ơn thầy đã cứu em sáng nay đó là gì là tình cảm vẫn như thế rồi bạn có nói gì không? Dạ. Thực ra thì thầy có ý là người thầy mà vẫn được người cha nữa ngoài là gia đình em bố mẹ em thì là thầy với là một người anh nữa là anh Hân là sếp của chồng em là hai người luôn giống kiểu mắc nợ gọi là mắc nợ với vợ chồng em mắc nợ quá trời luôn xong ngoài không giúp nợ đã luôn mà giúp đỡ vợ chồng em những ngày vợ chồng em còn khó khăn về kinh tế về định hướng về hướng đi về những cái nói chung là vợ chồng em rất là cảm ơn rất là các cốt đi tâm và những cái mà ân tình của mọi người đối với vợ chồng em thì vợ chồng em rất là
đi học tạc dạ và tụi em không bao giờ quên. Tụi em rất là, tụi em cố gắng là sống tốt với nhau, hạnh phúc và làm ăn, chỉ có làm ăn để giống như là trả không ơn, trả ơn những cái người mà người anh đã tin tưởng và giúp đỡ vợ chồng em. Thế thôi, nhân trong cái không khí rất là yêu thương đầm ấm này thì đề nghị chồng có một lời gì với vợ đi, bởi vì nghe xót xa quá được. Không, anh không muốn anh thay đổi gì cả đấy, mặc dù là vẫn mê bóng hơn mê vợ em ạ. Đấy, thế mà vợ vẫn nói là không, em không cần anh thay đổi gì. Chị Vâng đề nghị điều đó là hoàn toàn chính xác. Nó không khác gì với cái Phương này. Đứng lên đi nào, đứng lên được đó. Chị chậm đi. Bác ruột đất gan, em không đùa đâu. Xin có lời là cảm ơn vợ đã luôn ở bên anh khi lúc dù khó khăn nhất, hai vợ chồng vẫn đồng lòng đi đến ngày hôm nay. Mong là rồi đứng lên, ôm muốn đóng biết đi nào, ôm thằng phát đi. Rồi bây giờ tới phần này hấp dẫn đây, phần kiểm tra bây giờ bắt thầm ông bà này bắt một chút chùi ngồi về có đứa con nữa chắc chắn. Ủa là hết chưa ta? Mặt đã rồi. Trời má ơi, tụi xuống mùa. Rồi một ngày nữa có một bố mặt. Trời mưa này qua không có ra công viên chơi thú nhúng được thì mình chơi thú vào bông đi. Nó để bụi cỏ, nó muốn ngẩn sao bụi cỏ đó, mình thấy hả? Nó thích trốn bụi cỏ hơn. Thì là vợ sau này chọn được biết sau này cô em hay nói đi ơi ừ. Ừ. Rồi đi ra ngoài rồi ăn nó quậy kìa không luôn nhắn tin mấy mắt nhắn tin mấy chị tiền á rõ rất là tiền hết nè. Mấy anh cắt rồi đúng không anh?